Người bạn xấu tính. Chuyện kể rằng, năm đó trong khu rừng rậm, khi mặt trời đã đến lúc yếu ớt, để nhường cho một mùa đông âm u đang đến gần, muôn loài đều lo lắng chuẩn bị tích trữ thức ăn cho những ngày giá lạnh. Chà, mùa đông sắp đến rồi, mình chẳng thể bay đi trú đông như những bạn chim, nên phải tăng cường làm việc thật chăm chỉ để kiếm thật nhiều hạt dẻ tích trữ mới được, nếu không thì chết đói mất. Hôm trước mình sang đằng phía tây khu rừng rồi, đằng ấy cũng không còn hạt dẻ để lượm nữa. Hôm nay thử sang đằng phía đông xem sao. Đang chạy tung tăng trong rừng để đi kiếm thức ăn, chợt sóc sáng rực mắt nhìn về phía trước. Thì ra ở đó có biết bao nhiêu là hạt dẻ. Sóc thích quá, chạy vào cắm cúi nhặt hạt dẻ. Chà, nhiều hạt dẻ quá đi. Thế này thì một chuyến không đủ, mình phải đi nhiều chuyến đây. Sóc kiếm được bao nhiêu là hạt dẻ, cậu nhặt mang về tổ, rồi lại chạy đến nhặt tiếp. Hết chuyến này đến chuyến khác. Thế là mùa đông này, Sóc không còn lo đói nữa rồi. Với kho hạt dẻ này, mình có thể ăn qua mùa đông rồi. Tuyệt quá đi, thật may mắn cho mình lại tìm được nhiều hạt dẻ đến thế. Ôi, đói bụng quá rồi. Chưa có cái gì để lót vào bụng hết, tìm đâu thức ăn ta. Cỏ lá quanh đây gặm mãi, chắc đắng hết cả miệng, rõ chán. Chả có gì mới mẻ, ngon lành hết. Phải kiếm thứ gì ăn cho nó tử tế mới được. Mặt trời đã lên cao, mà chuột xám mới bắt đầu thất thểu đi kiếm ăn. May thay, đi được một đoạn đường, chuột xám nhìn thấy mấy hạt dẻ. Cậu ta vui vẻ reo lên. Hạt dẻ, thế là có cái ăn rồi. Chuột lao vào thoăn thoắt vồ lấy những hạt dẻ, rồi đưa lên miệng ăn thích thú. Ngon quá đây, không phải gặm mấy ngọn cỏ đắng chát kia nữa, đây mới gọi là món ngon chứ. Đang thảnh thơi nhâm nhi thưởng thức những hạt dẻ thơm ngon, chợt trước mắt chuột xám, bao nhiêu là hạt dẻ ở trên cây rơi xuống ào ào. Wow, nhiều hạt dẻ chưa kìa, tuyệt quá đây, mình tha hồ được bữa no đây rồi. Chuột xám đưa hạt dẻ đang gặm dở lên nhìn, rồi lại nhìn những hạt ngon nằm dưới đất một cách thèm thuồng. Chắc chắn hạt kia ngon hơn hạt này rồi. Bao nhiêu hạt dẻ tới đây lo gì, phải chọn hạt ngon nhất để xơi thôi. Thế là chuột xám cứ cắn hết hạt dẻ này rồi đến hạt dẻ kia. Hạt nào không vừa miệng là cậu quẳng luôn, không một chút chần chừ, rồi lại nhặt hạt khác lên ăn. Sóc đang ở gần đó, nào ngờ hạt dẻ mà chuột xám ăn dở quăng đi lại trúng vào người của Sóc. À, dạ, đau quá. Chuột xám, sao cậu lại ném vào đầu tôi chứ? Nè cậu Sóc kia, cậu lảng vảng ở đây làm gì? Đi chỗ khác đi, chỗ này là hạt dẻ của tôi đấy. Cậu nói cái gì? Chỗ hạt dẻ này là của cậu á. Hạt dẻ trong rừng nào là của ai? Hạt dẻ trong rừng, nhưng tôi thấy nó trước thì nó là của tôi. Cậu đừng có mà dòm ngó nha. Vớ vẩn, đây có phải hạt dẻ của cậu đâu mà cậu nhận. Tôi mới là người thấy chỗ hạt dẻ này trước. Tôi đến đây từ sáng sớm, chứ có phải vừa mới đến đâu. Tôi không cần biết, tôi chỉ biết rằng cậu đến sau tôi. Cậu liệu hồn thì đi đi, không thì tôi sẽ cho cậu một trận đó. Nói lại một lần nữa nha, số hạt dẻ này là của tôi. Cậu đừng hòng đụng đến dù chỉ một hạt. Nếu không thì tôi không nhẹ tay với cậu đâu. Đồ chuột đáng ghét. Cậu vừa nói cái gì? Tôi nhường cậu đó. Không nhường cũng không xong với tôi đâu. Không phải vì ta cũng tích gần đủ rồi thì ta cũng không chịu nhường cho ngươi đâu. Đồ chuột xấu xa. Hạt dẻ của ta, tất cả số hạt dẻ này là của ta tất. Tha hồ để ăn. Chiếm được số hạt dẻ dưới gốc cây, chuột xám lấy làm sung sướng lắm. Nhưng cậu ta vẫn không bỏ thói, cứ cắn một miếng lại vứt hạt dẻ ăn dở, rồi cắn hạt khác. Chả mấy chốc mà đống hạt dẻ cũng bị chuột ăn hết. Hạt nào cũng bị gặm nham nhở, vứt lăn lóc dưới đất. Ăn no nê, chuột xám xoa bụng đi về. No rồi, thế này thì hôm nay tha hồ ngon nhất. Chưa lần nào mà ta được ăn nhiều hạt dẻ đến vậy, thật là sung sướng. Thôi chết, có kịp về hang thì chắc cái hang cũng ngập ngang người rồi. Biết thế, mình đào hang cao hơn từ mấy hôm trước. Phải tìm chỗ trú đã. Cơn mưa rào đổ xuống, chuột xám cuốn quýt chạy đi tìm chỗ trú. Chạy quanh, cuối cùng cậu chui xuống đám lá của một bụi cây. Chẳng phải là cậu Sóc kia sao? Đúng rồi. Nè cậu Sóc ơi.
đang định đóng cửa vì mưa lớn, chợt có tiếng chuột xám gọi. Sóc liền ngoái xuống. Ra là nhà cậu ở đây à? Tôi lại cứ đi tìm cậu mãi. Tìm tôi? Anh tìm tôi làm gì chứ? Mà anh không ôm hết chỗ hạt dẻ của mình về theo hả? Thì cũng là vì chuyện lúc nãy, tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi mà. Cậu thấy đó, lúc cậu đi rồi tôi mới hiểu ra. Tôi lấy hết chỗ hạt dẻ đấy làm gì chứ? Thế nên tôi mới đi tìm cậu nè. Anh định tìm tôi để săn sẽ bớt hạt dẻ cho tôi hả? Cũng vì tìm cậu nên tôi mới không kịp về nhà, rồi gặp cảnh mưa gió thế này. Cậu có thể cho tôi trú mưa nhờ được không? Liệu chuột xám có nói thật không ta, hay cậu ta đang lừa mình? Cậu Sóc, chẳng phải vì cậu mà tôi đã ước thế này sao? Đang tự dưng lại đi tìm cậu mới mắc mưa thế này. Làm ơn cho tôi trú nhờ đi. Được rồi, anh đến đây trú mưa đi. Được lời của Sóc, chuột xám hí hửng phì tót lên cây. Nó dừng lại trước cửa nhà Sóc, mắt sáng bừng lên nhìn vào trong. Ôi trời ơi, nhà của Sóc đầy đồ ăn kìa. Mình đúng là chui vào chỉnh gạo rồi. Thế này thì lo gì phải đi kiếm ăn nữa. Phải nghĩ kế chiếm số hạt dẻ này của Sóc mới được. Cơ hội có 1 không 2, không thực hiện được thì thật là phí. Nhân lúc mình đi không có ai nè. Kìa anh chuột, anh vào trú mưa đi, kẻo ướt hết bây giờ. Anh cứ đứng nhịn gì thế? Chuột xám quay sang nhìn Sóc với sắc mặt hiểm ác. Bất ngờ, cậu ta tiến tới hất Sóc khỏi chặt cây. Từ giờ, đây là nhà của ta, người hãy biến đi. Đồ chuột hiểm ác, tên lừa đảo. Sao mình đã tin hắn cơ chứ? Không ngờ tên Sóc đó là ngây thơ đến thế. Bị một cú lừa ngoạn mục của ta. Đã quá đi. Kho hạt dẻ và ngôi nhà ấm áp này từ giờ sẽ là của ta. Thích quá, chuột xám phi thẳng vào trong nhà Sóc. Chuột xám sung sướng ôm những hạt dẻ mập mạp vào bụng. Từ giờ chả lo đồ ăn với chỗ ở nữa rồi. Số mình hôm nay đúng là hên quá đi. Có nhà ấm áp để ở, có đồ ăn ngon để ăn nữa. Chuột xám cầm hai tay hai hạt dẻ, mỗi hạt cắn một miếng rồi lại ném đi nhặt hạt khác. Bị chuột xám cướp nhà, vừa bị đau vừa chưa biết đi đâu. Chợt Sóc nghĩ đến bác Nhiếm nên cố khập khiễng đến nhà bác Nhiếm ở hốc cây lớn. Bác Nhiếm ơi, giúp tôi với. Cậu chịu khó để tôi băng vết thương đã, rồi sẽ tìm cách trị tên chuột xám xấu xa kia. Vâng, cảm ơn bác. Hôm sau, chuột xám đang nằm ngủ lim dim trong nhà Sóc thì bất ngờ khói từ đâu bay đến dày đặc khiến hắn tỉnh giấc. Thôi chết, khói, cháy nhà. Chuột hốt hoảng chạy quanh rồi lao nhanh ra khỏi cửa. Nó lao ra ngoài tới chỗ chạc cây thì hốt hoảng dừng lại, nhưng không kịp, nó ngã nhào khỏi chạc cây. Rồi nó chém tới ngã ngửa xuống đất. Nguy hiểm quá, cứ tưởng là vẫn ở hang dưới đất mà mình quên bén mất là mình ở trên cây. May mà vẫn toàn mạng. Tên chuột xấu xa đây rồi. Cậu Sóc đấy à? Chuyện có gì to tát đâu cơ chứ, chỉ là hiểu lầm thôi ấy mà. Tôi cũng đang định tìm cậu đây. Tìm gì chứ, lại định điểu giả lừa lọc nữa hả? Anh đúng là đồ xảo trá, đừng hòng dùng lời gian trá mà lừa gạt tôi nữa. Ở kìa, làm gì có chuyện tôi lừa cậu làm gì. Thấy cậu bị ngã xuống, tôi dậy dứt mãi, lây hoay mãi mới tìm được cách xuống đây xem tình hình cậu thế nào nè. Đúng là miệng lưỡi lật lọng. Chính anh đã cướp hết số hạt dẻ ở bên phía đông khu rừng, rồi còn giả đi tìm tôi. Không những thế, rắp tâm cướp nhà tôi. Bác Nhiếm à, bác nhất định phải giúp tôi xử tên gian ác này. Kìa, cái cậu Sóc này, cậu cứ đổ oan cho tôi thế nhỉ? Hạt dẻ cũng chính cậu bỏ đi không lấy, rồi nhà cậu cũng chính cậu bỏ đi trước, là tại cậu hết đó chứ, tôi có làm gì sai đâu. Giờ lại đổ tôi cướp hạt dẻ của cậu, cướp nhà của cậu. Ai lại đi làm chuyện ấy, oan tôi quá đi. Tại tôi. Cậu Sóc, cậu cứ bình tĩnh. Với tên chuột xám điêu ngoa gian ác này thì lý lẽ cũng chẳng lại đâu. Cậu thử nghĩ xem, kẻ điêu ngoa như hắn không bao giờ có kết cục tốt đẹp. Không sớm thì muộn, hắn sẽ tự hại chính mình mà thôi. Bác nói phải, hại người khác ác sẽ có lúc bị trả giá. Tôi không thèm đôi co với kẻ xảo trá nữa. Phải lắm, để tôi xử lý hắn cho. Còn tên xấu xa ích kỷ, thấy oán báo ơn kia, không mau cút đi thì ta đây cho mi một trận nhớ đợi bây giờ.
Tôi... Có biết những chiếc lông của ta mà đâm vào người thì ngươi không chỉ rách da rách thịt mà còn tôi mạng đấy. Từ giờ đừng bao giờ bén mảng đến đây nữa. Sợ quá, chuột vội vàng lủi dần đi. Được rồi, cậu cũng đừng chấp tên chuột xảo trá đó nữa. Lần sau nhớ đừng tùy tiện tin kẻ đã một lần chơi xấu mình. Nó sẽ không ngại chơi xấu lần thứ hai, lần thứ ba nữa đâu. Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác Nhiếm nha. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.